Vâng, cũng liên quan tới tòa nhà bị cháy là tuy nó bị thiêu đốt bởi ngọn lửa suốt từ đêm ngày hôm qua nhưng mà tòa nhà hơn 40 năm tuổi Grenfell này thì đến thời điểm hiện tại vẫn đứng vững mặc dù có nguy cơ là sụp đổ. Thế mới cho thấy là cái sự kiên cố của công trình này. Dù vậy thì thảm kịch cháy vừa xảy ra với tòa nhà đã được cảnh báo từ trước. Tòa nhà 27 tầng bị cháy có gì đặc biệt và cảnh báo về thảm họa đã được đưa ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Theo hãng tin BBC thì tòa tháp Grenfell được xây dựng vào năm 1974 do tổ chức quản lý nhà đất Kensington và Chelsea thay mặt hội đồng thành phố cai quản. Tòa nhà với 125 căn hộ này thì mới được nâng cấp vào tháng 5 năm 2016 với chi phí khoảng 10 triệu bảng Anh. Theo website bất động sản Rightmove thì giá thuê trung bình một căn hộ tại Grenfell là khoảng 2.500 đô la Mỹ một tháng. Trong suốt quá trình tân trang tòa nhà thì nhiều hộ gia đình đã phàn nàn rằng là chung cư này quá nguy hiểm khi việc tiếp cận của các xe cứu hỏa là rất hạn chế. Một số người khác thì đã bày tỏ lo lắng trước điều kiện phòng cháy tồi tàn cũng như là kế hoạch sơ tán cư dân quá sơ sài của ban quản lý tòa tháp này. Trước đó thì nhóm hành động Grenfell thành lập từ năm 2010 với thành viên là những người dân sinh sống ở trong chung cư từng vài lần cảnh báo là sẽ có thảm kịch xảy ra với tòa nhà này. Họ nhấn mạnh rằng là chỉ cần một ngọn lửa thôi thì tòa nhà sẽ gặp phải thảm họa.